Đường dây số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 250 tỷ đồng vừa được cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Để phá được đường dây này, lực lượng công an đã điều 50 cán bộ chiến sĩ chia làm 15 tổ, đồng loạt kiểm tra tại 13 điểm ở thành phố Buôn Ma Thuột và 2 điểm tại thành phố Đà Nẵng, khi những nơi này đang tổ chức ghi số đề. 13 người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để điều tra. Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu Thủy, 50 tuổi và Lê Thị Hằng, 55 tuổi, cùng ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu công an làm rõ, đường dây này hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay. Mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc trên 600 triệu đồng. Tổng số tiền đường dây giao dịch từ đầu năm 2022 đến nay là trên 250 tỷ đồng. Đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và các mạng xã hội. Trong đường dây này, đối tượng Hằng còn cùng đồng bọn thường xuyên đến thành phố Đà Nẵng thuê khách sạn để hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của công an. Ngoài ra, nhà của các đối tượng được xây dựng theo kiểu chuồng cọp, nhiều lớp cửa và có gắn hệ thống camera giám sát bên ngoài, gây nhiều khó khăn cho quá trình triệt phá. Thiếu tiền tiêu xài, Đào Nguyên Nghị, 41 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã chi 6 triệu đồng thuê ô tô hiệu Mercedes rồi mạo nhận người đứng tên xe là vợ của mình để lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng, sau đó bỏ trốn. Tuy nhiên, sau thời gian vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nghị khi y đang lẩn trốn tại Hà Nội. Theo cơ quan điều tra, ngày 14 tháng 9 năm 2022, Nghị đến một công ty cho thuê xe ô tô tự lái ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê để thuê một chiếc xe Mercedes với giá 6 triệu đồng. Sau khi ký hợp đồng và nhận xe, Nghị thấy trong giấy tờ ghi chủ xe là một người phụ nữ. Lúc này, Nghị nảy sinh ý định đem xe cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Nghị mang chiếc xe cùng toàn bộ giấy tờ đến gặp một người phụ nữ ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà xin thế chấp chiếc xe để vay tiền. Nghị nói rằng chiếc xe này là của Nghị nhưng để vợ mình đứng tên. Nay cả hai vợ chồng xin thế chấp để mượn 700 triệu nhằm đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, người này yêu cầu cả hai vợ chồng Nghị phải có mặt viết giấy nợ thì mới chuyển tiền. Đến chiều cùng ngày, Nghị quay lại với tờ giấy mượn tiền có chữ ký giả mạo của chủ xe và nói vợ mình bận nên không đến được. Do tin tưởng nên chị này đã chuyển khoản cho Nghị 700 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Nghị bỏ trốn. Biết bị lừa, người phụ nữ làm đơn tố cáo gửi đến công an thành phố Đà Nẵng. Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Nghị đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội, nên tối 28 tháng 2 đã tiến hành bắt giữ. Bước đầu, Nghị đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.